Tình hình xung đột giữa Hamas và Israel đạt nhiều tiến triển đáng kể trong đàm phán lệnh ngừng bắn. Nga phát lệnh truy nã hình sự Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hàn Trung Nhật thảo luận tổ chức hội nghị thượng đỉnh cuối tháng 5. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, truyền thông của Ai Cập ngày 4 tháng 5 đưa tin các cuộc đàm phán tại Cairo nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas tại giải Gaza đã đạt được nhiều tiến triển đáng kể. Theo đó, lực lượng Hamas và các nhà trung gian đàm phán của Ai Cập đã đạt được đồng thuận về nhiều vấn đề bất đồng. Cụ thể, Hamas đã nhất trí thực hiện giai đoạn đầu tiên của đề xuất thỏa thuận trả tự do cho con tin, với điều kiện Mỹ đảm bảo rằng các lực lượng của Israel sẽ hoàn toàn rút khỏi giải Gaza sau 124 ngày. Thời điểm cả ba giai đoạn của thỏa thuận được hoàn tất, Israel trước đó đã đặt thời gian một tuần để Hamas đồng ý giải quyết vấn đề con tin, nếu không nước này sẽ tiến hành cuộc tấn công vào Rafah. Theo đề xuất của Israel, giai đoạn ngừng bắn đầu tiên kéo dài 40 ngày, trong đó Hamas thả tối đa 33 trong hơn 100 con tin của Israel đang bị giữ tại Gaza kể từ khi xảy ra xung đột hôm 7 tháng 10 năm 2023. Trong khoảng thời gian này, các bên sẽ tiến hành đàm phán để có một lệnh ngừng bắn lâu dài hơn. Giai đoạn ngừng bắn thứ hai sẽ kéo dài ít nhất 6 tuần, các bên sẽ đồng ý thả con tin với số lượng lớn hơn và cam kết tạm dừng giao tranh trong thời gian dài, có thể tới một năm. Nếu được ký kết, đây sẽ là thỏa thuận đầu tiên kể từ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần vào tháng 11 năm 2023, khi 105 con tin được thả tự do để đổi lấy 240 tù nhân người Palestine. Trong một tuyên bố đưa ra mới đây, Ngoại trưởng Bahamas ông Fred Mitchell xác nhận hoạt động triển khai lực lượng đa quốc gia để khôi phục an ninh ở Haiti sẽ bắt đầu từ ngày 26 tháng 5. Trong thông báo, Ngoại trưởng Michel nhắc lại cam kết của Bahamas gửi 150 binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ đến hỗ trợ an ninh hàng hải cho Haiti trong khuôn khổ lực lượng đa quốc gia được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủy quyền và do Kenya dẫn đầu. Về phần mình, Cảnh sát Quốc gia Haiti cho hay lực lượng này có thể nhận được quân tiếp viện nước ngoài từ ngày 23 tháng 5. Đến nay, 7 quốc gia thuộc châu Phi, châu Á và Caribe đã bày tỏ sẵn sàng cung cấp nhân lực cho phái bộ hỗ trợ an ninh đa quốc gia được triển khai tại Haiti. Trước các động thái này, thủ lĩnh liên minh các băng nhóm vũ trang VIP Anzam tuyên bố, liên minh này sẽ chiến đấu để giải phóng Haiti khỏi áp bức của các chính trị gia, truyền thông và những kẻ đầu sỏ tham nhũng. Hãng tin TASS của Nga đưa tin Bộ Nội vụ Nga đã phát lệnh truy nã Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky bị truy nã theo một điều khoản trong Bộ Luật Hình sự của Liên bang Nga. Tuy nhiên, lệnh trên không nêu rõ đó là điều khoản nào. Hiện giới chức Nga cũng chưa đưa ra bình luận về lý do ông Zelensky bị đưa vào danh sách truy nã hình sự. Bộ Ngoại giao Ukraine đã chỉ trích quyết định trên, đồng thời khẳng định không giống như những thông báo vô giá trị của Nga, lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin của Tòa Hình sự Quốc tế về tội ác chiến tranh là có thật và có hiệu lực thi hành ở 123 quốc gia. Ông Zelensky sinh ngày 25 tháng 1 năm 1978. Ông trở thành Tổng thống Ukraine vào năm 2019. Bên cạnh Tổng thống Zelensky, Nga cũng đưa một số chính trị gia nước ngoài và nhân vật công chúng vào danh sách truy nã. Các công tố viên Italia đã cáo buộc Bộ trưởng Du lịch Daniela Santace gian lận liên quan đến các quỹ dự phòng của chính phủ thông qua hai công ty xuất bản của quan chức này trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Thông báo nêu rõ cáo trạng truy tố Bộ trưởng Santace và nhiều người khác, cũng như hai công ty Visibilia Editor và Visibilia Concessionaria, căn cứ cáo buộc gian lận của Viện An sinh Xã hội Quốc gia liên quan những bất thường trong việc sử dụng quỹ dự phòng COVID-19. Theo đó, hai công ty xuất bản trên bị cáo buộc sử dụng quỹ nhà nước dành cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong giai đoạn COVID-19 để sa thải nhân viên tạm thời. Nhưng trên thực tế, 13 nhân viên của hai công ty này vẫn tiếp tục làm việc. Bà Santace đã bán cổ phần của mình tại Visibilia khi bà gia nhập chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni vào năm 2022. Cuộc điều tra liên quan vụ việc trên đã diễn ra trong nhiều tháng. Bà Santace liên tục phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, với quy định truy tố mới nhất của các công tố viên, các đảng đối lập đã hối thúc bà Santace từ chức. Hàn Quốc cho biết đang trong giai đoạn tham vấn cuối cùng với Trung Quốc và Nhật Bản về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên trong hai ngày 26 và 27 tháng 5.
Hãng tin Yonhap Hàn Quốc dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao nước này nêu rõ, ba nước nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào một ngày sớm nhất và thuận tiện cho cả ba bên. Thời gian qua, với tư cách là nước chủ tịch hội nghị, Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc tham vấn với Nhật Bản và Trung Quốc về vấn đề này. Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường sẽ tới Seoul để gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Các cuộc thảo luận nhằm nối lại hội nghị được tổ chức nhiều hơn khi quan hệ giữa Seoul và Tokyo đồng ấm trở lại sau khi hồi tháng 3 năm ngoái, trong bối cảnh Hàn Quốc thông báo sẽ bồi thường cho các nạn nhân mà không cần đóng góp từ phía các công ty Nhật Bản. Trong phần tiếp theo của bản tin, số người thiệt mạng do mưa lũ ở Brazil tiếp tục tăng cao. Cùng một câu chuyện quốc tế hôm nay, ghé thăm cộng đồng hỗ trợ những người mắc bệnh bạch tạng tại Uganda. Bản tin an ninh thế giới tiếp tục với những thông tin về tình hình thiên tai ở Pakistan và Brazil. Mưa dông và các vụ sập nhà do mưa lớn tại Pakistan đã khiến ít nhất 144 người thiệt mạng. Trung tâm Thời tiết Quốc gia cho biết Pakistan vừa ghi nhận tháng 4 ẩm ướt nhất kể từ năm 1961, với lượng mưa cao hơn gấp đôi thông thường trong tháng. Những trận mưa như chút nước ảnh hưởng nặng nề nhất đến tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở phía tây bắc và tỉnh Baluchistan ở phía tây nam đất nước. Các nhà lãnh đạo Pakistan và nhiều nhà khoa học trên toàn thế giới cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra những trận mưa to và bất thường tại nước này. Trong khi đó, Brazil đã ghi nhận 56 người thiệt mạng và 67 người mất tích vì lũ lụt và lở đất do bão lớn ở miền Nam. Theo các quan chức địa phương, ít nhất 265 thành phố đã bị thiệt hại do bão ở bang Rio Grande do Sul kể từ ngày 29 tháng 4, khiến hàng chục người bị thương và trên 24.000 người phải di rời. Sân bay quốc tế Porto Alegre đã đình chỉ tất cả các chuyến bay trong thời gian không xác định. Chuyên gia khí hậu cho biết, những cơn bão tàn khốc là hậu quả kết hợp của hiện tượng nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết El Nino. Thưa quý vị, bệnh bạch tạng là một căn bệnh di truyền khiến cho người bệnh có màu da, màu mắt và tóc nhợt nhạt. Nguyên nhân là do cơ thể của người bệnh thiếu melanin, một sắc tố tạo nên màu sắc cho da, mắt và tóc. Người bị bạch tạng cũng phải đối mặt với những định kiến, những cái nhìn kỳ thị, đặc biệt là tại châu Phi, khi màu da của những người mắc căn bệnh này quá khác biệt so với số đông người dân tại đây. Hiểu rõ về những khó khăn mà người bị bệnh bạch tạng tại Uganda phải đối mặt, một cộng đồng đã tổ chức và được Italia tài trợ, được thành lập và trở thành nơi nương náu an toàn cho những con người kém may mắn này. Cộng đồng không chỉ là chỗ dựa về tinh thần mà còn cung cấp cơ sở vật chất, chăm sóc sức khỏe, thuốc men và tạo việc làm giúp những người mắc bệnh bạch tạng có thêm nguồn thu nhập. Mời quý vị và các bạn hãy cùng ghé thăm cộng đồng này trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới sau đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bà Gertrude Nantungwe mắc bệnh bạch tạng từ khi mới sinh ra. Bà là một bà mẹ đơn thân, một mình nuôi 4 đứa con. Giờ đây, chúng đều đã trưởng thành và sống tự lập. Không có đứa con nào của bà bị di truyền bệnh bạch tạng. Mặc dù vậy, bà vẫn sợ hãi mỗi khi nhớ về những thành kiến mà mình phải đối mặt khi còn nhỏ. Hồi nhỏ tôi rất sợ đến trường vì tôi thường bị các bạn cùng lớp trêu chọc và chế giễu. Họ thậm chí còn lột quần áo của tôi ra, nhéo thử xem tôi có bị chảy máu hay có vết thương nào không. Tôi không hề muốn đến trường một chút nào. Tuy nhiên, may mắn là bà Gertrude đã tìm thấy tình bạn và sự cảm thông tại cộng đồng do một tổ chức phi chính phủ có tên là Phụ nữ và Trẻ em sống chung với bệnh bạch tạng Uganda điều hành. Tại đây, những người mắc bệnh bạch tạng như bà Gertrude được hỗ trợ và cung cấp chỗ ở, thực phẩm, kem chống nắng và các chương trình chăm sóc sức khỏe khác từ những người hảo tâm và tổ chức của Italia có tên Fondazione Cariello Corbino. Ngoài ra, bà cũng được tạo điều kiện làm việc để mang lại nguồn thu nhập cho bản thân. Tổ chức của chúng tôi cưu mang và tạo việc làm cho những người mắc bệnh bạch tạng ở Uganda. Họ có thể là những bà mẹ đơn thân, những ông bố không hiểu vì sao con mình lại có những biểu hiện khác thường như vậy. Chúng tôi muốn đảm bảo cho họ về chỗ ở, chăm sóc sức khỏe và quyền được giáo dục. Chúng tôi muốn thay đổi nhận thức của mọi người về những người mắc bệnh bạch tạng như chúng tôi. Những người mắc bệnh bạch tạng ở một số nước châu Phi sống trong nỗi sợ hãi bị bắt cóc và giết hại vì niềm tin phổ biến nhưng sai lầm rằng các bộ phận cơ thể của họ mang theo sức mạnh đặc biệt. Ở Uganda, trong khi những người mắc bệnh bạch tạng không phải đối mặt với bạo lực thể xác,
thì những thành viên của cộng đồng này lại cảm thấy bị đe dọa trước những báo cáo về các vụ tấn công kinh hoàng ở các nước láng giềng như Tanzania. Mọi người thường nghĩ rằng những người mắc bệnh bạch tạng như chúng tôi mang theo một sức mạnh đặc biệt từ các bộ phận trên cơ thể. Do đó, nhiều người mắc căn bệnh này đã bị sát hại để lấy các bộ phận cơ thể làm vật hiến tế. Điều này thường xảy ra ở Tanzania. Khi tôi sinh đứa trẻ ra, nhiều người đã nói với tôi rằng đó là điều xui xẻo khi thấy tình trạng của con bé. May mắn là chúng tôi đã được chào đón tại cộng đồng của mình. Tổ chức phi chính phủ phụ nữ và trẻ em tạo việc làm cho phụ nữ bằng cách sản xuất xà phòng để bán cho khách sạn, khách du lịch và các cửa hàng làm đẹp ở địa phương. Nhờ đó, những người mắc bệnh bạch tạng hay phụ huynh của họ đã có cơ hội việc làm và có thể kiếm thêm thu nhập. Những cư dân của cộng đồng này đều cảm thấy mình thật may mắn khi được sống ở một nơi trú ẩn an toàn, được bảo vệ khỏi những thành kiến và phán xét của một xã hội vẫn đang phải đấu tranh để hiểu được hoàn cảnh của họ.